Dạ, xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với video của ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì kênh xin gửi đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đến với nội dung sau đây. FC Hồ Văn Cường rần rần khắp nơi mở tiệc mừng MV mới của Hồ Văn Cường đạt thành tích khủng. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị và các bạn, MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường được đầu tư chỉnh chu. Sau khi phát hành MV ca nhạc này trên YouTube, nhanh chóng Người ơi đừng bỏ quê đã đạt được thứ hạng cao và lọt vào top trending thịnh hành âm nhạc Việt Nam trên YouTube. Mới đây MV ca nhạc này đã chính thức đạt được cột mốc triệu view. FC Xanh Nụt Chuối của Hồ Văn Cường ở khắp nơi đã rần rần tổ chức họp nhóm mở tiệc ăn mừng vì thành tích này. Cụ thể là vào dịp cuối tuần, các thành viên FC của Hồ Văn Cường đã tổ chức họp fan tại Đà Nẵng và tiếp sau đó là tại Đồng Nai. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, MV Người ơi đừng bỏ quê là câu chuyện nói về những người con vì lý do nào đó mà phải rời bỏ quê hương lên thành phố học tập và làm việc. Và sau một thời gian, những người con xa quê đó cũng đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, của cha mẹ, của bà con ở quê. Sau đây là một số chia sẻ của những người con xa xứ sau khi MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường được phát hành. Chúc mừng con Cường, MV đầu tay Người ơi đừng bỏ quê sau 7 năm theo đuổi đam mê ca hát đã đạt được sự đón nhận của tất cả các khán giả, nhanh chóng lọt vào top thứ hạng cao thịnh hành âm nhạc và đạt được triệu view. Rất biết ơn bác ba Ngọc Sơn, chú Thị, Sơn Hà, cô giáo Oanh, cô Yên, thầy Trí và các diễn viên ekip đoàn làm phim. Cảm ơn tất cả những người luôn thầm lặng đứng sau lưng, thương yêu và ủng hộ con. Cảm ơn tình yêu thương của tất cả các khán giả. Cảm ơn đại gia đình Xanh Nụt Chuối đã bỏ công sức bao ngày đêm không ngừng nghỉ để cày cuốc. Cảm ơn con Cường đã tặng một món quà rất ý nghĩa, đã một phần nào nhắc nhở cô và những ai đang xa quê nên nhìn lại và dành thời gian để quay về. Nhịp sống nhanh và vội vã làm cho đôi khi ta quên và thở ơ. Và khi nghe giọng con hát tuyệt vời, ngọt ngào da diết như an ủi bớt phần nào nỗi nhớ nhà nhớ quê. Chúc mừng con ước mơ đã trọn vẹn, một MV rất thành công và cô mong ước có được thêm nhiều MV mới trong tương lai. Vui mừng rơi nước mắt vì cuối cùng rồi cũng có được giây phút này. Một người hâm mộ Hồ Văn Cường khác có tên là Tiều Nguyễn ở Hai Ngòi viết: Người ơi đừng bỏ quê, lời đầu tiên mình kính chúc cả nhà có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bên những người thân yêu của mình nhé. Còn mình thì tủi thân và đơn độc khi sống xa nhà xa quê hương, và hầu như đó là cảm giác luôn hiện hữu của những người viễn xứ xa quê. Người ơi đừng bỏ quê mấy ngày nay như một điệp khúc không ngừng nghỉ bên tai mình. Cường đã hát bằng tất cả trái tim mình để hầu mong chương chờ hết nỗi lòng của những người ca sĩ, hát thay tiếng gọi hồn sông thiên núi của đất mẹ quê cha, cứ gọi cứ réo cho bước chân mình như muốn chạy về với mái nhà, như muốn chạy về mái nhà quê và giếng nước ao làng luôn và ngay mái đổi. Một MV được gói gọn 5 phút thôi mà đã phát họa đầy đủ bức tranh nông thôn êm ả, thanh bình, xanh mát long lanh, từ những nét mặt ngây thơ nô đùa bên con đê xanh mát. Ôi ký ức chợt ùa về với những trò tiêu khiển dân gian, nào thả diều, thích cào cào, tắm sông và chơi lò cò trong xóm cùng bạn bè, hay vui nhất là chơi trốn tìm hay rượt đuổi cùng nhau. Và chợt vẫn bên tai mẹ gọi ý ới về cho kịp bữa cơm chiều. Một hồi ức đẹp đầy sinh động mà tuổi thơ ở quê ai cũng có. Bức tranh quê thật đến vậy, đẹp đến vậy, cũng đơn giản mộc mạc đến vậy, nhưng đã truyền tải một bức tranh quê hương đầy sống động, đầy tình quê đến với tất cả nhà Xanh Nụt Chuối nói riêng và người hâm mộ nói chung. Thì đó là cả một quá trình để con và ekip cùng lên kịch bản, rồi cùng đến nhiều địa phương để khảo sát và tác nghiệp. Nghĩ đến đây thôi, mình thấy thương con quá đỗi cả nhà à. Thương con vì con còn quá trẻ, lại phải thiết kế lên một dự án âm nhạc đầu tay cho mình để đánh dấu một chặng đường hoạt động của con 7 năm nay. Nhưng tiên quyết hơn hết là muốn tri ân đến khán giả của mình đã và luôn đồng hành cùng con. Có lẽ đây là lần đầu tiên con làm một việc mang nhiều cảm giác nhất. Con lo lắng trong từng quyết định của mình và hồi hộp chờ sản phẩm được khai sinh và phát hành công chiếu. Cảm giác này tựa như các bạn nấu một món ăn mà khi đó tất cả bao gồm nguyên liệu và gia vị cân chỉnh thế nào để mang lại cho chúng ta sự hài lòng nhất có thể trong khả năng của mình. MV Người ơi đừng bỏ quê là tất cả tâm huyết của con, đó là lời bộc bạch cùng cả nhà. Để mong cả nhà thấu hiểu bao tình cảm, bao cố gắng tâm tư kỳ vọng con đã trao trọn vào sản phẩm nghệ thuật đầu tay này, và chúng ta đón nhận tình yêu thương của đứa con tinh thần này của con bằng một giọng hát ngọt ngào cảm xúc được lồng vào bức tranh thủy mạc đẹp tuyệt vời đầy cảm thán và âm thanh sắc nét
khiến người xem mãn nhãn nhất. Và cả nhà cũng đáp lại tấm lòng của con nồng nhiệt nhất, mạnh mẽ nhất để thể hiện qua 7 ngày cày view xuyên suốt, để nhằm khẳng định giá trị của chiếc MV vô cùng giá trị mà con đã dành tặng cho cả nhà, phải không ạ? À? Với thành tích hiện tại lọt vào top 4 thịnh hành âm nhạc và trên 1 triệu view sau 6 ngày không chiếu, điều này khiến cả nhà rất vui, nhưng cũng chưa phải là tất cả, phải không ạ? À? Thưa cùng các bạn, trong mỗi sinh độc chuối của chúng ta, chắc chắn ai cũng rất đổi mong chờ một thành tích cao nhất về cho con. Dạo qua các nhóm, ai cũng đều mong điền tên người ơi đừng bỏ quê vào top 1 cơ. Nhưng thực tế thì quá trình vượt dốc của chúng ta gặp nhiều trở ngại khi gặp phải đối thủ nặng ký không ngờ. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta nản lòng. Chúng ta không được nản lòng khi nghĩ đến con Cường, chàng ca sĩ đầy tài năng và đáng yêu, phải không ạ? Hãy vì con mà cùng nhau đồng hành, cố gắng tiếp tục công cuộc cày cuốc đầy yêu thương đó ạ. Cứ mỗi một view là chúng ta góp một yêu thương cho chiếc MV xinh đẹp này đó ạ. À, thưa quý cô chú anh chị và các bạn, vừa rồi là những chia sẻ của chị Tiền Nguyễn sống ở Hải Ngoại. À, tiếp theo chương trình sau đây, mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đến với những bài thơ hay viết về quê hương. À, xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng nhau lắng nghe. Anh yêu lắm, yêu quê mình nhiều lắm, những cánh đồng trải rộng mênh mông, tím lục bình bền bồng nổi trên sông, khói bếp thơm vương nồng mùi rơm rạ, từng chiếc chòi được lợp bình mái lá, đêm ra ngồi thả quá bách cá tôm, ngó xa xa vài người yêu buộc hôm, xôi ếch nhái nơi đường mòn vờ ruộng, lòng chợt nhớ mùi mắm thơm cà cuốn, chấm dưa cà luộc rau muống cực ngon, mấy đứa trẻ nhà bên cười tươi giòn, nhắc thợ bé mình lon ton cũng thế, tối rủ nhau ra đầu làng ngồi kể chuyện trường chuyện chú rể cô dâu, rồi thỉnh thoảng có đứa chêm một câu, giọng pha trò cười rụng râu rụng rón, có những hôm chơi cái trò tìm trốn, đứa lỡ quên ngủ ở đống rơm, đứa thì đói chạy về nhà ăn cơm, mai mới đến lại đơm điều nói dối, phải nói rằng mình quả thật có lỗi với làng quê, với nguồn cội cha ông, bởi đã lâu chẳng thắm lại quê nhà, xin thứ tha lòng mong tha thứ. À, sau đây mời quý bà cô chú anh chị và các bạn cùng đến với bài thơ Còn Mãi Hương Quê, thơ Hiền Nhật Phương Trần. Tóc dài em xõa ngang vai, bóng quê hương đổ dặm dài phía sau, bến sông đợi một nhịp cầu, thênh thang đồng lúa một màu ngắt xanh, yêu quê tình mãi ngọt lành, du dương khúc hát thanh bình ngân nga, điệu hò xứ Huế quan xa, gửi tình em với quê nhà đợi mong, hề sang phượng độ sắc hồng, người ơi ước hẹn tình nồng không phai. Quê tôi có tình yêu tha thiết, mỗi đứa con nơi biển biệt chưa về, vẫn ngóng lòng nơi ấy mái tranh quê, có dáng mẹ còn não nề thương nhớ. Quê tôi đó có câu hò mãi nợ, một lời thề ngày rời bến yêu thương. Dù đi xa cách trở mấy dặm trường, con tim nhỏ vẫn vương hình bóng cũ. Quê tôi đó những mảnh đời vần vũ, khối lam chiều ấp ủ sưởi lòng nhau, giọt mồ hôi mặn mặn vẫn khát khao, niềm hạnh phúc đang dâng trào nơi ấy. Quê tôi đó ngàn đời nay vẫn vậy, vòng tay người che chở bước thơ ngây, giờ vây về mái tóc nhóm màu phai, vẫn còn thấy đắm say ngàn nỗi nhớ. Quê tôi đó nghĩa ân tình thắm nợ, bạn đời ơi dẫu năm tháng đợi chờ, một ngày về tươi mãi khúc tình thơ, lời quê mẹ tiếng tơ lòng ấm mãi. À, video đến đây là hết. Xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.